Depay à? Họ cảm nhận như ở cánh dưới đối phương đang có một đội hình khá mỏng với Cocky, với Milio và Aphelios. Nhưng lựa chọn Pai như thế này thì liệu rằng đứng dưới bên phía T1 còn được cái thế thắng đường giống như ván đấu đầu tiên hay không? Nên tôi cảm giác là nếu như Pai được khóa vào thì cái thế đi đường đứng dưới của họ có thể sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Nhưng sẽ có đột biến ở những cấp độ sau để coi quyết định đến từ bên phía của T1 sẽ vận hành như thế nào. Đội hình tổng thể của họ thì cũng sẽ có khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ một cái kiếm Amu được lên đến từ Kera, từ đó họ sẽ vượt trội hơn về mặt tầm nhìn và có được nhiều góc để có thể tấn công hơn. Varus này của Gumasi chắc là sẽ là con Varus sức lực mà thôi, có khả năng cấu rỉa máu từ hàng tuyến sau. Và chưa kể đó, như đã nói, cái khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Kera trong bản thi đấu này sẽ tương đối vượt trội với một cái kiếm Amu được lên sớm của anh ta. Ván đấu thứ hai trong cuộc đại chiến giữa Super Team Hawkeye Sports và T1 chính thức bắt đầu, trong bối cảnh là T1 đang là những người dẫn trước với tỷ số 1-0 sau ván đấu đầu tiên. Cùng xem là cả hai đội sẽ thể hiện như thế nào ở ván đấu thứ hai này và liệu rằng chúng ta có game đấu thứ ba hay không. Quý khán giả đang theo dõi giải đấu LCK trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. Rất hy vọng quý vị khán giả sẽ để lại cho chúng tôi những lượt like, những lượt subscribe để ủng hộ cho các nền tảng phát sóng của chúng tôi. Còn ở cấp độ 1 thì T1 có một pha di chuyển đột biến sang phần rừng của Peanut, nhưng họ chưa tìm kiếm được cơ hội tấn công. Sẽ là một con bài mưa kiếm kết hợp cùng với lại Varus mưa kiếm của Gumasi ở khu vực dưới. Siêu đột biến cũng sẽ là có ha. Đây sẽ là tình huống dịch chuyển trở lại đến từ Zerg chung với Doran để giúp cho Honor có được áp lực kiểm soát những con sâu hư không một cách dễ dàng nhất. Như đã nói thì mặc dù là có những sự điều chỉnh trong khâu cấm và chọn, nhưng cái việc mà lựa chọn những kèo thua ở tại khu cánh trên vẫn khiến cho bên phía của Hawkeye Sports phải buông bỏ những mục tiêu như thế này. Và cùng xem là Honor sẽ xử lý bãi sâu hư không này như thế nào. Anh ta dùng xuyên tâm kích kết liễu tới hai con và trừng phạt con thứ ba vô cùng gọn gàng. Và bên cạnh đó, ván thi đấu này vẫn đang ván thi đấu rất là vất vả. JK đang bị tấn công cùng đường giữa, đồng thấu xương vừa rồi của Kera không kéo được JK. Một nhịp di chuyển ra khu đường giữa, đặt mệnh vào và đó là một pha gồng mở đường rất hay đến từ Doran. Sâu hư không và cả dòng nguyên tố cánh dưới lúc này nếu giao tranh diễn ra thì một Orianna cấp độ 6 của Faker hoàn toàn có thể làm được rất nhiều thứ. Trong khi đó thì Cocky của JK, anh ta sẽ hơi hạn chế về ngưỡng sức mạnh tại thời điểm này để giao tranh sớm. Và qua đó thì Phoenix cũng đang cố gắng di chuyển đường trên. Đó là một pha chơi khô máu đến từ Doran, tốc biến không còn đến từ Zerg. Zerg đang tích lốc Q3 để thu hồn và Q3 bỏ chạy. Nhưng Doran có một pha Q3 hack não không thành công. Doran tốc hành vẫn còn và lao lên tấn công nhưng thiếu một hit đánh nữa rồi. Sát thương vẫn là đủ cho Doran, nhưng đó là một tình huống bắt buộc phải đổi mạng. 1-1, chiến công đầu dành cho Doran. Hơi xui dành cho Doran ở cả ván thi đấu đầu tiên lẫn ván thi đấu này. Ván thi đấu đầu tiên thì suýt chút nữa anh ta cũng có được một pha solo kill. Còn trong ván thi đấu này thì đó chỉ là một tình huống đổi mạng của Doran mà thôi. Nhưng lời hơn về mặt kinh tế khi mà Doran là người thừa hưởng được cho mình đó điểm hơn cùng chiến công đầu. Vừa rồi thì là một pha tôi nhìn không nhầm là đâm thấu xương đến từ Keria lần đầu tiên trong ván này nó trúng. Và ngay lập tức đó là một pha bắt buộc phải đầu tư tốc biến đến từ Delay để thoát khỏi sợi xích đến từ Gumayusi. Khổ quá rồi, bây giờ farm 59 so với 86, chỉ số farm của Faker lại còn trượt xe to nữa. Phải lên sớm cả kháng phép, lượng sát thương hiện tại là con số 0 đứng trên Doran, mất cho mình cú mở đường nhanh tạt chơi khô máu. Rớt đang câu giờ, Doran mang tốc hành chẳng có tốc biến và sau đó thì anh ta vẫn rút lui được với tình huống mở đường lần 2. Kể cả là như vậy anh ta vẫn nằm mạng được nhường lại dành cho Zerg. Nhưng không chế vẫn là có, khả năng tiếp cận đến từ những tình huống tích lốc Q3 của Zerg vẫn là có. Đây sẽ một cái sự khác biệt khi mà Peanut đã không đủ kiên nhẫn để có thể giúp cho hỗ trợ cho Doran đẩy xong cái đợt đính đó vào sát trụ của phía đối phương. Anh ta đang có mặt khu vực đường dưới, áp lực đến từ Honor và Peanut ở trong cái ván thi đấu này đang có một sự trái ngược nhau. Đó là một tình huống đúng là Peanut đã không có đủ sự kiên nhẫn, vì anh ta biết rằng nếu như đứng lại khu đường trên quá lâu thì Honor cũng sẽ lên kịp. Và vì mục tiêu lớn sắp tới xuất hiện là những con sâu không lượt 2, nên là kiểu gì Honor cũng sẽ có mặt ở đây để cạnh tranh mà thôi. Và đó là một tình huống không nhận được lượng thông tin đủ lớn đến từ phía Hawkeye Sports. Và để rồi họ nằm xuống thêm một mạng cùng nữa, pha lao lên đến từ JK. Với tình huống tấn công này thì Faker có mặt. Và liệu rằng Pai của Keria hack tiền rồi. Đó là một cú từ thật đấy, sau hack thành công tiền đầu tiên dành cho Keria. Nhưng cú móc vừa rồi không đón đầu được cú tốc biến đến từ vị trí của Peanut. Peanut còn tốc biến nhưng anh ta đơn giản là đấm quy về Keria chiêu cuối. Không dứt điểm được Peanut cho pha này. Nhưng trước đó anh ta đã hack thành công mạng gục với từ thật đấy sau. Nhìn nó không có lực lắm, với con Cocky đang bị thọt đến như thế này. Và thậm chí anh ta đang cần phải suy nghĩ đến câu chuyện là né những pha quy đức của Faker đi thôi. Chứ nếu như ăn những pha quy đức liên tục, máu của anh ta sẽ không đủ để trụ lại trong một tình huống giao tranh. Đây là sự xuất hiện đến từ Keria để chia tiền với Faker. Và có lẽ như Keria cần cái lượng tiền đó để hướng tới kiếm Amu cho lần về nhà này. Đây là một con rồng nguyên tố Hawkeye Sports tiếp tục phải buông bỏ hai ván đấu có sự thay đổi về cấm chọn nhưng cùng một kịch bản. Nhưng mà linh hồn rồng liên tiếp là những linh hồn rồng chất lượng ha, bởi vì rồng đầu là rồng gió, rồng hai là rồng hóa kỹ. Chúng ta sẽ có rồng công nghệ trong ván thi đấu này. Họ thậm chí còn bình tĩnh tới cái mức mà để cho Guma giải quyết xong trụ một đường dưới, sau đó mới tiến ra khu vực sứ giả. Nếu đối phương có định di chuyển ra thì họ sẽ cảm đây là một pha đoạt mệnh thẳng vào đến từ rớt sát thương rất nhiều với cơm suy vong. Và sau đó là một tình huống bay của Keria tung chiêu cuối sát thương là đủ, không có tiền hack nhưng vẫn có mạng. Keria bị chơi khô máu bởi Doran và Doran gỡ được một mạng dành cho Hawkeye Sports.
2-2, mỗi bên mất một ở trong thành thi đấu đó. Duran cũng đã có được cho mình đó điểm hòa gôn. Faker tấn công cùng với lại Honor đang cùng đi giữa, xoáy trúng vào người của Viper. Lượng sát thương rất lớn đến từ Faker, và đó là một tiếng Viper lên bảng điểm số mà anh ta không dùng được cả chiêu cuối lẫn cả tốc biến của mình. Một pha mà rõ ràng là có Milio đứng kế bên nhưng Viper vẫn không thoát nổi. Đúng, anh ta đang thực sự là bị lạc trôi khỏi ván thi đấu này vì các đường thua quá nặng nên là Peanut cũng không nhìn được các mục tiêu lớn nữa. 6 sâu hư không, 2 dòng nguyên tố và con sứ giả đầu tiên cũng là duy nhất của ván đấu này cũng sẽ thuộc về phía T1. Một ván đấu quá khó khăn dành cho người chơi rừng bên phía của Hungry Sport để anh ta có thể suy nghĩ đến câu chuyện làm một điều gì đó đặc biệt. Chưa kể là những pha tấn công của anh ta thì cũng không biết phải tấn công khu vực đường nào. Và tấn công mà bị phản ganh thì tỷ lệ nằm xuống là rất cao. Thậm chí là không ăn được mục tiêu. Chúng ta có thể thấy những con sứ giả, những con đồng nguyên tố thì chưa được triển khai một cách triệt để dành cho phía của Hangolai, bởi vì bên phía của T1 đang chờ sẵn. Peanut đang mất tương đối nhiều máu cho tình huống xử lý dòng này nha. Dòng nước làm chậm và Peanut có vẻ như sẽ phải đấm quy để rút lui với khả năng hỗ trợ đến từ các thành viên bên phía của Hangolai Sport. Họ quyết định giao tranh 5 năm tại thời điểm này với cách biệt là con số 6.000 tiền. Và Kerry đang là người bị cấu rỉa trước. Gói hàng trên người của Zeka vẫn còn hiệu lực và để xem là T1 sẽ phản ứng lại pha giao tranh này như thế nào. Đang có hai người canh dưới rất là Zerg cùng với Keria. Dòng yếu máu nó thuộc về cho Honor, tả súng đột và cái đồng hồ của Faker mất rồi. Thảm lửa Valkyrie có vẻ là đẹp. Sau đó là một tình huống mà V của Peanut lên bảng điểm số, lệnh sóng ngầm đến từ Faker giữ chân được Viper lại. Viper còn tốc biến nhưng lại nằm xuống double kill ra cho Faker. Rất tốc biến đi, Q3 ngược trở lại và kết liễu thành công Doran. Gần như là endgame. Thật sự là endgame rồi đến từ bên phía của T1 khi mà họ set up giao tranh quá ghê. Con sứ giả được đẩy ra khu vực giữa, mọi thứ đều rất tròn trĩnh dành cho cái tình huống set up vừa rồi của phía T1. Hãy nhìn về cái cách mà họ sử dụng tài nguyên của mình, hãy nhìn về cái cách mà Honor sử dụng cái xuyên tâm kích kết hợp cùng với lại trừng phạt đó, cái lượng sát thương hoàn toàn vượt trội hơn so với lại Peanut. Và chúng tôi cũng đã nói về một cái tả xu hữu đồ của Peanut cần phải cẩn trọng ở trong cái đối tượng mà anh ta nhắm tới. Anh ta nhắm tới Faker, người đã sở hữu cho mình đó giáp tay Faker. Vâng, và con Baron này với sự sát thương đến từ cả 5 thành viên thì T1 sẽ có được nó trước sự bất lực của Hangolai Sport. Hangolai Sport vẫn di chuyển ra lấy tầm nhìn. Di chuyển ra đến nơi thì Lai đang là người bị tấn công bởi Keria. Nhưng chỉ có một mình Keria có đủ cái lượng sát thương để tấn công đối phương mà thôi. Còn Gumayushi đã quyết định rút lui rồi. Nếu như Gumayushi bị dính tả súng hỗn đột thì có thể anh ta sẽ gặp nguy hiểm với chất tướng mỏng như là Varus. Nhưng anh ta đánh giữ vị trí ổn, đó là pha lao vào tấn công chọn mục tiêu, đó chính là Orianna của Faker, người không có đồng hồ còn tốc biến. Cơ sân tay của Doran dịch chuyển bọc sau và chọn mục tiêu tấn công, đó là vị trí của Honor. Honor quay ngược trở lại gom người để giúp cho Keria cùng với Gumayushi rút lui mà thôi. Mặc dù là anh ta trâu nhưng bị tấn công bởi cả 5 thành viên đối phương thì anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số. Mạng hàng gục thứ hai dành cho pha nỗ lực phòng ngự của Hangolai Sport. Giống như ván đấu đầu tiên nữa thì những áp lực bọc sau đến từ Yone của Zerg sẽ là rất lớn. Keria bắt đầu vòng sau với những con mắt để lại, tạo ra những tình huống dịch chuyển bọc sau dành cho phía T1. Dịch chuyển được dùng đến từ Corki của Zeka. Đó là những con mắt cắm tại bụi cỏ trạc 3 đến từ Keria. Và sau đó thì Hangolai Sport đang co cụm đội hình của mình ở tại khu đường dưới. Họ bắt buộc phải mở một con đường máu để tiến ra con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này. Nhưng đi đến đâu là bị cấu rỉa đến đó. Viper, chính xác là Zeka bị móc và anh ta dùng cú thảm lửa và Valkyrie chia cắt đội hình bên phía T1. Honor quay ngược trở lại mở giao tranh rất đoạt mạnh bồi vào. Zeka nằm xuống chung với Delay. Keria yếu, Keria lên bảng điểm số mạng cho Peanut nhưng giao tranh rõ ràng là quá một chiều. Peanut đang cố gắng bỏ chạy, tốc biến của anh ta không còn và anh ta sẽ phải gục ngã. Đó là màn gục dành cho Faker. Viper bị kẹt. Một khu cảnh mà người dưới 18 tuổi nên che mắt lại thôi. Viper bị kẹt lại trong vòng vây đến thứ 3 thành viên của T1 và anh ta bị Gumayushi dứt điểm. Rồi như vậy ít nhất sẽ là một cửa mega ở khu vực dưới hoặc thậm chí là bên phía của T1 hoàn toàn có thể đủ sát thương dứt điểm ván thi đấu này ở phút thứ 26-27 của ván đấu. Với ngòi nổ chủ lực đến từ 4 thành viên của họ vẫn đang còn sống sót. Một pha giao tranh quá một chiều và đó lại là một pha fake check tới từ Zeka. Anh ta bắt buộc phải dùng thảm lửa và carry gói hàng của mình để rút lui. Bị Keria kéo, bị móc lại bởi Keria. Anh ta fake check vào bụi cỏ ở map đấu dòng nước. Và sau đó thì đó là một pha mở ngược trở lại rất hay đến từ phía T1. Và sau đó thì những nỗ lực đến từ Doran để cản pha kết thúc ván đấu của T1 khiến cho anh ta phải lấy bảng điểm số. Tả súng đột vào, Faker không còn đồng hồ. Faker nằm xuống, rớt lao vào chặt chém tuyến sau đối phương. Zeka đang hồi sinh đi ra và sau đó thì là một tiếng ánh trăng dẫn lối. Sát thương đến từ ánh trăng dẫn lối là hơi hạn chế với lượng sát thương hiện tại đến từ Viper nhưng nó là đủ để người chơi đứng giữa Zeka có thể gỡ được mạng hạ gục shutdown của Zeus. Sau đó là pai của Keria hack tiền nhưng cú chiêu cuối lần hai đến từ Keria đã bị tốc biến outplay bởi Delay. Hangolai Sport chưa thua ván này. Lượng tầm nhìn rất hạn chế của Hangolai Sport và họ đang phải làm thật nhanh con rồng nguyên tố này rồi rút lui thôi. T1 sẽ phản công ngược trở lại và Honor lao xuống, anh ta trừng phạt lấy linh hồn rồng dành cho T1, dịch chuyển được dùng đến từ Zerg sau khi anh ta xuống bảng điểm số. Và Hangolai Sport có tiếp tục giao tranh hay không? Đây họ tiếp tục giao tranh. Cơ sân tay của Doran chiêu cuối thành công, Honor khá yếu mà Honor lên bảng điểm số. Nhưng T1 còn 4 người, lệnh sóng ngầm 2 người đến từ Faker và sau đó Zerg bắt đầu vết mạng. Doran hất tung Q3 và sau đó thì đó là triple kill dành cho Zerg hay không đây? Nó chỉ là double kill và một mạng dành cho Gumayushi. Phía bên kia thì Keria đang vờn đi lại.
Rồi, như vậy là Kera với lại Delay sẽ chơi với nhau một chút ở đây, ván thi đấu này cũng sẽ kết thúc mà thôi. Nhưng mà các thành viên đến từ bên phía tuyên quanh họ bắt đầu đẩy cái đợt lính siêu cấp ở khu vực đường dưới. Pinot có mặt nhưng anh ta cũng không thể nào cản được, anh ta đang phải bỏ nhà để có thể di chuyển vét vét một chút xíu cái phần tài nguyên còn sót lại trong khu vực rừng, và đây sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho phía của T1. Honor có một ngày trừng phạt vô cùng xuất sắc, và vừa rồi thì là một tình huống anh ta đã trừng phạt thành công linh hồn rồng dành cho phía T1. Và mặc dù anh ta có thể phải nằm xuống với pha chơi khô máu của Doran, nhưng phần còn lại của T1 khi họ đã tập trung đủ đội hình với cách biệt lúc đó là cả chục nghìn tiền thì một pha tranh một chiều đã diễn ra, và đó cũng chính là pha tranh để kết thúc ván thi đấu thứ hai, cũng là kết thúc cặp trận BO3 này với một tỷ số áp đảo 2-0 cho T1.